Những năm trở lại đây, với việc hạ tầng giao thông Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải, thì những công trình xây dựng nâng cấp hạ tầng cũng mọc lên ở rất nhiều khu vực trong nội đô, gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, điều đáng nói khi các dự án được triển khai, thì tình trạng chiếm dụng không gian xung quanh những khu vực này làm các bãi đỗ xe cũng ngay lập tức xảy ra. Dọc xung quanh tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, hàng loạt bãi đỗ xe tự phát của người dân mọc lên như nấm, chiếm lấy những khoảng không hiếm hoi trong đô thị. Rồi thì vạch xương cá cũng không phải ngoại lệ, cũng là nơi để xe này thoải mái chiếm dụng làm điểm dừng đỗ miễn phí ngay giữa đường. Những người đỗ ô tô người ta cũng không có ý thức và người ta cảm giác như là ở chỗ nào người ta cũng có thể đỗ được ấy ạ. Thì người ta cứ thấy chỗ trống là người ta đỗ thôi, mà đỗ như thế thì nó cũng cản trở cho chẳng phải là mỗi người đi bộ đâu mà cả người đi xe như bọn em, xe máy, xe đạp các thứ cũng đều bị chắn hết đường đi. Với quỹ đất cho bãi đỗ xe, cho giao thông tĩnh ở Hà Nội chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của người dân. 90% còn lại người dân phải tự tìm cách giải quyết. Có cầu, ắt có cung. Các bãi đỗ xe tự phát cứ thế mọc lên, bất chấp có được phép hay không. Bên cạnh đó, trông xe thì thường đi kèm với bán nước. Và thế là những hàng quán như thế này lại mọc lên và coi đó như một điều hiển nhiên. Là cái yếu kém trong vấn đề quản lý, yếu kém trong vấn đề gọi là xử lý những cái trường hợp sai pháp luật, yếu kém trong vấn đề gọi là nhìn nhận văn hóa giao thông như thế nào, tạo ra những cái gọi là phản cảm cũng như tạo ra cái nút thắt trong giao thông và cũng có thể tạo ra những cái sự cố ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Đấy, có một số những cái tai nạn giao thông xảy ra là liên quan đến chuyện là hàng quán hoặc là xe đỗ dưới lòng đường, thì tôi cho rằng là đấy là công tác quản lý chúng ta phải duy trì. Chứ không phải là chúng ta chỉ có khởi động xong rồi đưa vào nền nếp vài ba ngày xong rồi là chúng ta coi như thế là hoàn thành nhiệm vụ. Các chuyên gia cho rằng trách người dân một phần vì những bãi xe tự phát lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây nhếch nhác đô thị. Thế nhưng cũng phải nhìn lại vào trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để những vi phạm này tồn tại. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 5 tháng 10, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư đã công bố thời gian chính thức thu phí trở lại dự án BOT Cai Lậy. BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại kể từ 7 giờ ngày mai 7 tháng 10. Nhà đầu tư cũng đã công bố giá vé qua trạm thu phí quốc lộ 1 thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy thấp nhất là 24.000 đồng và cao nhất là 137.000 đồng. Các trạm thu phí trên địa bàn đã hoàn tất xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng, hoàn thành vận hành chạy thử, bảo đảm trạm thu phí theo hình thức không dừng như các trạm thu phí trên cả nước. Bắt đầu từ 0 giờ sáng hôm qua 5 tháng 10, tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bắt đầu thu phí. Tuyến cao tốc này được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng vốn đầu tư là hơn 9.000 tỷ đồng. Các trạm thu phí trên tuyến đều thực hiện theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Theo đánh giá, trong ngày đầu tiên thu phí chính thức, việc vận hành các trạm thu phí trên cao tốc diễn ra thuận lợi. Theo mức phí được phê duyệt, phương tiện đi toàn tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái được tính theo mức giá từ 132.000 đến 512.000 đồng tùy từng phương tiện. Các chặng lên xuống tại các nút giao Đầm Hà - Hải Hà sẽ tính mức phí từ 21.000 đến 253.000 đồng.